À, thúc xích đi bỏ thiên, xích thiên đi thiên hả? Cái này riêng đấy. Đây, đây đi. À, dạ. Vào đây. Thân là về chủ giải về món món ăn viên chiên của... In the north, they're called viên chiên. And the children here really like it. Ah, so you've eaten this before? Yeah, that way. Do you really like it? Oh yeah, what you like? She loves that. Because then, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống thang. Yeah, yeah. Yeah, I can hold here. Be careful, Nan. I say be careful. Đúng rồi, vì người thân á, vì người thân á. Cái này đừng có thục khế đi xuống được nè. She's scared. Đây, chúng ta đã xuống dưới thác rồi. Mọi người đi chơi nè. Ok con, cảm ơn con. Yeah. Hello. Hello. Ngày mùng 2 Tết mọi người đi vô trong thác. Xong rồi sẽ ngồi đây. Mình ngồi đây ăn. Mua đồ ăn nè. Mua đồ ăn. Còn đấy kia là thác ở trong kia. Rất là đẹp luôn. Nếu mà nó chín, nhưng sẽ ăn tự nhiên như... Không, được rồi. Rồi bọn em ăn nhiều rồi, không may bọn em ăn nhiều rồi. Đây, hôm nay mình đi vô thác đây, đẹp luôn. Bé nè, phê nè, thận nè, và đây là che nè. Cái thác ở đây là thác này á, là thác Thủy Tiên, thì ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm thì ở đây Tết á, là mọi người vào đây chơi rất là nhiều. Bởi vì là trong thời gian Tết này thì thác có nước rất là đẹp. Và vì là mùa hè thì khô thì nước sẽ ít hơn. Nên là đi thác vào mùa Tết thì rất là đẹp luôn. Nước nhiều và lòng dòng chảy rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy ở xung quanh đây. Và khi mà mọi người vào đây á, là đây thì người ta sẽ chấp nhận mình đốt lửa nha. Mình đốt lửa mình nấu ăn nha. Mình nướng. Mình nấu. Rồi mình làm gì mình thích ở đây. Thường thường thì người ta sẽ nướng gà hay nướng vịt gì đó. Rồi xung quanh đây thì sẽ có những từng nhóm người ta sẽ trải bạc ra. Người ta sẽ ăn uống với nhau. Rất là vui luôn các bạn ơi. Đây như có một cái gia đình đây sắp tới này, người ta mang gà mang bạc đi này. Gia đình phía sau này là người ta cũng mới đến và người ta mang bạc đi theo, người ta ngồi này thì người ta sẽ mang đồ ăn đi theo thì rẻ hơn. Còn mà ở xung quanh đây á, người ta cũng có bán đồ ăn, nhưng mà đồ ăn ở xung quanh đây á, là nó sẽ mắc hơn, mắc gấp đôi nha. Khi mà mình mua ở nhà mình mang đi. Khác này thì lúc mà ở Việt Nam á, thì thỉnh thoảng mình có đến đây tết là mọi người sẽ đi đến đây để chơi nè, rồi tham quan, rồi đi dạo xung quanh nè.
mình sau cái thì mình sẽ đi dạo xung quanh hai bên đó. Bên này sẽ có một cái bờ, mình sẽ đi dạo về xuống ở dưới cái xuống cái bờ nguồn kia thì rất là đẹp luôn. Thì phong cảnh thiên nhiên ở Việt Nam mình rất là đẹp và có rất là nhiều nơi mà Trang vẫn chưa đi, hy vọng một ngày nào đó Trang sẽ đi đi được những cái nơi đẹp như Việt Nam mình, thiên nhiên Việt Nam mình. Thực sự mình nói là rất là yêu thiên nhiên Việt Nam mình luôn, thật tuyệt vời. Mình đã nghỉ nửa hiệp rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo. Ê. Đi cái đường này nước và đá trơn trơn. Mọi người ăn ở đây rất là vui. Ghê quá. Sợ bị xìa đây nha. Đi vào trong này đi. Thôi là hả? À, bên kia có một nhóm này kìa. À, thật là vui. À, mình nhớ chỗ này rồi. Đợt này là mình đi tới đây là có một cái bờ rêu nè. Mình đi xuống chút nữa là mất mạng. Sao vậy? Không có mạng hay sao? À, mất mạng hả? À, dạ dạ. À dạ, có cảm ơn. Dạ, yeah, Happy New Year. Thôi chúc mừng năm mới. Dạ. Yeah. Đây. Oh. You go first. You go first, huh? Yo. I'm visible here. Yeah. Yeah, let me make video. Anu. rêu ở đây nè. Rêu ở đây á, người ta. Ồ, nó mọc lên từng mạng xanh đẹp chưa? Đây. Mình đã đi xuống đây thêm một đoạn nữa. Mấy năm trước là đi cả mấy cha con luôn, Tết là đi cả nhà luôn, chỉ có mình mẹ là không đi thôi, tại vì là leo núi. Nhưng mà năm này thì ba già rồi, không có đi được. Em trai nó cũng lấy vợ ở Sài Gòn rồi, rồi em gái cũng về nhà chồng rồi, cho nên là giờ chỉ còn lại anh trai với hai vợ chồng Trang đi thôi. Chúc mừng năm mới. Ở đây thì mình có thể đi bộ qua bên kia được, để cái thác nó nhẹ mà. Ui, xuống đây một cái thác cao rồi nè. Đây. And be careful, okay? Yes. Do you want me to carry? No, I'm okay. Because you need one hand. Yeah, okay. Ở đây đang đi xuống này mà nước nè. Ôi, đẹp quá luôn ấy. Trời ơi, tuyệt vời. Việt Nam thật tuyệt vời. Thành bị té hai. Con. Có khách. Thì mình đã đi xuống tới đây rồi, mình thấy một mức nữa. Yeah. Chad, be careful. Yeah. Dây. Không, dây hằng khách chơi vậy á. Mọi người đang đi ra phía dưới này nè. Nước trôi mạnh lắm. Cứ đừng té nha con, rêu quá. Rồi, trôi đẹp quá trời luôn. Đúng rồi, rất là đẹp luôn. Mọi người ra chơi đây nè.
thấy thác đẹp quá, thác đẹp quá, chịu không nổi. Wow. Cao lắm, mọi người đi kia kìa, cao lắm. Ừ, đẹp ha. Giờ kia mưa đó, giờ kia đấy là sạt, đấy giống sạt. Dạ. Mình có thể đứng sạt, có thể đẹp quá. Chào mọi người. À. Thác Thủy Tiên ở xã Bốc Thủy Đông Năng. À. Khi mà quý vị đến đấy là quý vị sẽ thấy dòng thác rất là đẹp. Ở đây có con dự nhiên, cái nẻ thoáng sơ của người dân Tây Nguyên. Ừ. Và người dân với tôi cũng rất là những dịp Tết, có cái những dịp nhanh nhiều thì họ thường với nhau để thấy để to lên. To lên, mà to lên. Nè thoáng sơ kém ra, vừa như vậy là đá này. Đá này. Rất là đẹp. Đá là miền dưỡng thiên nhiên. Vừa thấy đá và dòng thác nước mà rất là đẹp. Vì vậy dịch viên xin mời quý vị đến. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Thì ở đây đó là cái thác này tức là vẫn còn nguyên sơ của tự nhiên, cho nên là mọi cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vì chưa khai thác thì vẫn là nguyên sơ nha, cái này là người ta không có đụng chạm gì tới đây hết. Thì các bạn nhìn thấy đá ở đây rất là lâu đời này, đá lên đến cao đi kia luôn. Còn chuột xuống dưới kia, còn xuống dưới kia rất là sâu kìa. Yeah, I want you to stay here. Bên này hả? Ra cái sau đây mà anh kẹ nhà mình đây. Đây là anh kẹ nhà mình. Careful, Emma, okay? Yeah, yeah. If you go here, very slippery. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah! Mời mọi người tới đây. Cố lên. Rồi. Rồi. Bây giờ làm video mà chụp hình rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi đến địa điểm mới nha. Hai mọi người đang chờ đông rất là đông vui. Quên. Chiều quá, trơn quá cho nên mình phải bỏ dép để đi không nè. Yeah. Hai cửa thần có chỗ dưới đó đó. Rồi đi lên. Rồi cho chiều đừng đi xuống đã. Đây nó mua ăn. Chạy go. This way. This way. Vừa mới lúc nãy bị té một phát. Trời ơi. Lần chừng bị té một phát. Giờ mới nhiều người vào nè. Rất là nhiều người vào đây luôn. Trên này đông vui rồi nè. Hello. Oh, trên này còn đông vui nữa. Kiss like me.
ở đây tự nhiên này nha. Chúc mừng năm mới nhá. Ở lấy đi kia đẹp ha. Nguồn hết rồi hả? Ông mày mệt chưa? Thôi được rồi ông mày, được rồi em sẽ đi, có gì em tắt từ nguồn đi. Đây là mình lên một địa điểm mới này này. Thì đây là đầu nguồn nha. Thì lúc trước là cái chỗ lúc này là ở giữa. Thì bây giờ mình sẽ là đầu nguồn. Đá này nhé, đá này. Đá ở đây. Đá ở đây thì rất là thô xưa. Đi đi dưới này nè. Rồi đây. Rồi. Yes. Mà mày đi nhỏ treo lên kia kia. Mày em nhỏ treo lên kia kìa. Được. Được, được vui anh bé. Được vui. Ok. Đây, đây là trên này. Gần đầu nguồn rồi. Gần đầu nguồn của dòng thác Thủy Tiên. Gần thôi nha, chứ chưa nha. Ở bên kia là mới nhiều nha. Thọc khoe vui không Thọc khoe? Đó là gì Trang làm video cho con này mang út lớn coi anh xem nè. Con vui không? Dạ vui. Thọc giỏi. Thọc khoe chào mọi người nha. Thọc khoe thương quá. Hôm nay Thọc khoe được đi vào rừng thăm thác cùng với cô Trang. Cô Trang. Con nói đấy rồi. Thọc khoe hát một bài nè. Mẹ cái chỗ này thôi. Con lên nha. Ở đây nha thì mọi người sẽ túm lên túm lại và nhậu này nha. Còn mà ở Mỹ là ông xã đang nói là người ta sẽ không có tụ họp bên này mà uống như này mà ngoài này đâu. Bên này cũng đốt lửa đốt đồ này kia này nha. Giờ mình đi lên này. Thank you.
không anh hai? Nó lạnh. Lạnh phải không? Ngon không con? Ngon không? Dạ ngon. Ừ trời. Rất càng ngon. Ừ, hình chụp. Ủa, Trang sống ở đâu? Ở Mỹ á? Cali, ở bang Cali. Ừ, ở Việt Nam cũng nói không? Bây giờ người ta nói ở Việt Nam nhiều lắm. Con có tính dạy chú xếp tiếng Việt không ạ? Ừ? Con có tính dạy chú xếp tiếng Việt không? Cười, có, nhưng mà hơi chậm. Đắng quá. Đắng quá hả? Thôi mày ăn rồi cười, mình ăn rồi cười. Nó bị đau họng hả? Đau họng này là khói bay. À, là 10.000 là một que kem bình thường và 20 được có hiệu ứng khói. Ba. Nhá? Ba. Ba chục hiệu ứng khói. Thì 10.000 để có kem với lại là 20 ờ đúng rồi hiệu ứng khói. Ngon thật khê ha. Ừ. Ừ. Giờ khê quá đi à. Làm sao mà thằng nhỏ lúc này ăn xong nó phì khói được hay vậy? Đây người ta trồng một bờ hoa sim cực kỳ đẹp luôn. Tụi nhiều cái bộ nhớ của cái điện thoại này quá. Con ăn một chút kem không gặp thấy được. Nó nhỉ? Thật hả? Con ăn một chút kem hai ngày con đã gỡ mệt rồi. Ờ vậy hả? Thật ơi.